Rồi, hello mọi người, em là Mạnh, chuyên mua hộ phụ tùng bi thế 50 thằng niu. Thì bữa nay cảm ơn anh em ủng hộ ha, bữa nay em có sống rồi mọi người ơi. Hôm nay lai gai. Bữa nay có sống rồi, nhờ mấy anh em thương nên bữa nay sống khỏe một tí. Rồi em giới thiệu với mọi người ha. Lâu rồi em không có làm cái này, lường hai tem. Lường hai tem quay thái 110, hiện chính hãng ra Thái Lan. Cái lường về là lường một khung tem nha mọi người. Em làm thêm một cái khung tem trên nữa và em dán luôn hai con tem cho anh em. Đây mọi người coi em làm nè. Đó, em làm dán nè. Đó, và gà luôn cho anh em khích với cái bửng trong luôn. 450.000, đây là cái lường em làm. Đây là cái lường em làm nha. Anh em coi cái độ bóng nè. Độ bóng nó của nó, cái khung dưới là khung zin, khung trên là khung em làm. Anh em coi đường nét nha. Này bụi nha mọi người. Đây mọi người coi đường nét nè. Đó. Đó, em làm như thế này. Dán luôn hai con tem cho anh em như thế này. Gà luôn cho nó khít với cái bụng dông của anh em là 450.000 nha. Lâu lắm rồi em không có làm. Đó, cũng lâu lắm mà anh em không có đặt. Bữa nay sẵn có anh em đặt lại thì làm thêm hai cái để sẵn nữa. Thì anh em nào cần cái gì hú em. Anh em có thể là chọn là dán tem hoặc không dán tem gì anh em tự dán. Đó, thì anh em thôi. 450.000. Rồi tiếp theo ha. Một cái vợ cổ 201. Vợ cổ 201 là đây mọi người. In chính hãng ở Thái Lan nha. Là ngóc chính giữa nha, nó có ngóc chính giữa nha. Đây, nó có ngóc chính giữa bắt như thằng Wi-Fi ZX gì đó. Nhưng đồ này thằng này là đằng Thái, cánh chim nổi nè mọi người. Cánh chim nổi ha, 290.000. 290.000 cho một cái thằng này. Một cái về biển số. Một cái về biển số. 240.000 zin chính hãng ở Thái Lan, nói không với đồ lô nha. Anh em lưu ý ba món nhựa nhám của thằng quay Thái 110 nói không với đồ lô. Đó, đồ lô giờ thị trường nhiều lắm nhưng mà em nói không đồ lô. Rồi bữa nay đi mua hộ cho hai ông anh hai con tem. Hai con tem quay Thái 110, zin chính hãng ở Thái Lan, một con tem ngọc, một con tem đỏ đời 2000 nha mọi người. Một tem đỏ 2000, 600.000. Một con tem ngọc 2000, luôn tem nạ luôn nha, 600.000. Đó. Rồi một cái mắt mèo. Một cái mắt mèo dài biển số, zin chính hãng ở Thái Lan. 70.000 nha mọi người. Rồi hai cái chó đèn. Này đúng có sống luôn mọi người, hai chó đèn. Đây. Zin chính hãng ở Thái Lan nha, hàng mới nha. Hàng mới. Đây. Gia công sắc nét đẹp Honda nè mọi người. Đó, một mã Stanley nè. Stanley nè. Đây Stanley nè. G6419 này ha. Zin chính hãng ở Thái Lan. 550.000 một cái. Đây là cái dây đèn. Dây đèn zin chính hãng ra Thái Lan, đúng của quay Thái 110. 240 ha. Còn đây là cái bóng đèn. Quay Thái 110. Honda Thái nhập của Honda Nhật. 350.000 nha mọi người. 350.000 cái bóng đèn. Đó. 350.000. Thì anh em hỏi gom hay không? Gom thì bắt buộc phải gom rồi. Nhưng mà nó so với hàng đồ xe thì nó được tầm khoảng 80 thôi chứ nó không được nhiều. Đó, đủ độ sáng để anh em đi đường chứ anh em không thể nào mà so sánh với những cái chiếc xe mà đời mới xài những cái công nghệ đèn led đồ này kia được. Đó, cái thằng này là bóng đèn halogen, anh em không thể nào mà so sánh với những cái thằng bóng đèn led nha. Đó, nhưng mà vẫn gom, vẫn đủ độ sáng cho anh em đi đường bình thường. Rồi một cặp cùm công tắc, thì cùm thì em không quay nhiều rồi, em không có gỡ em quay nữa nha. Một cặp cùm công tắc quay Thái 110 zin chính hãng ở Thái Lan 1.6. Một cặp phuộc sao zin chính hãng ở Thái Lan 1330 nha mọi người. Này chưa khui luôn hả? Anh em chờ em tí. Cây này chưa khui luôn. Để em khui luôn ha. 1330. Đây, zin chính hãng Honda Thái Lan, một mã trên này ha. Đó, đắt điếc một mã đồ này kia nè. Đó. KFL851. Ở đây có cái chữ nha. Cái chữ. Rồi, zin mới. 1330. Khỏi lăn tăn nha mọi người, chơi đồ mới đi. Rồi, em báo luôn. Những anh em nào mà tầm khoảng 70 kg đi đổ lại, đi cặp phuộc này phải ghe nha. Còn nếu mà đi hai thì phải chịu khó một tí là qua những cái khúc cua đồ này kia thì nó hơi sàn tí. Nếu mà anh em qua gấp thì hơi sàn tí nha. Tại vì ti nó 8 ly thì nó cũng hơi yếu. Đó, ti 8 ly cũng hơi yếu. Nói chung là nếu mà anh em chở hai mà tầm khoảng 100 kg đổ lại là đi ok.
100-101 độ lại ok, chứ hai người mà giống như em, người nào người nấy mà 8-90 kg nhảy lên, cặp phục ly ti có 8 ly thì chịu không nổi đâu nha mọi người, chịu không nổi đâu. Rồi một cái cặp cam xi nhan trước 180.000 nha mọi người, chin chính hãng ở Thái Lan 180.000. Một con cóc kim mét đĩa, cóc can nha, trong này nó có dưới can luôn nè. Đây, chỗ này nó có dưới can luôn nha mọi người. Đây, nó có dưới can chỗ này luôn nè. Đó, cóc zin chính hãng Honda Thái Lan. Rẻ mọi người, rẻ hơn đồ Việt nữa. Anh em thử đi vô trong Honda Việt Nam, anh em đặt thử một con cóc km của thằng thằng Phu Chờ 1 VSS coi bao nhiêu tiền. Thằng này 750.000 nha, 750.000 một con. Một cặp dây xá xị 150. Cặp dây xá xị nha, 150. Một cái hộp đồ hộp đồ nghề 165.000, zin chính hãng ở Thái Lan hết cho mọi người. Một cọng ống hơi máy 65.000, xài cho quay thái 110 Phu Chờ 1, zin chính hãng ở Thái Lan 65.000. Một cặp cao su gắt chân sau 150 nha. Đó, em còn mấy hàng đách cũ nè, anh em cần hú em 150 cặp. Đó, không phải lúc nào cũng có mấy hàng đách cũ đó đâu mọi người. Rồi một cái nắp nhựa nồi zin chính hãng ở Thái Lan, cái khuôn nó là tháng 9 hay lẽ 3 nha mọi người, cái khuôn nó là tháng 9 hay lẽ 3. Nắp nhựa nồi zin chính hãng ở Thái Lan, xài cho quay thấy 110, 135.000. Một cái vỉ bô quay thấy 110, zin chính hãng ở Thái Lan 160 nha mọi người, 160 cái vỉ bô. Một cái lọc gió quay thấy 110, zin chính hãng ở Thái Lan 115.000. Một cái dây điện sườn quay thái 110, zin chính hãng ở Thái Lan 1.180.000. Một cọng dây củ đề, hôm qua có quay cái cọng dây củ đề lên thì có anh trai lấy luôn nè. Đó, một cọng dây củ đề quay thái 110, zin chính hãng ở Thái Lan 250.000 ha. Một cái cặp bố thắng đùm, zin chính hãng ở Thái Lan, bố đại bàng nha mọi người. Bố đại bàng nha. Nói chung là giống như cái hàng đeo xe vậy đó. Đây, nó có con đại bàng trong này nè, nó có con đại bàng trong này ha. Đó, 140.000. Quay ghim đồ này kia, quay pha xài được luôn, rồi Phu Chờ xài được luôn. Một cái tay thắng đĩa quay thái 110, zin chính hãng Honda Thái Lan 80.000 nha mọi người. Một cái cần thắng quay thái 110, zin chính hãng Honda Thái Lan. Cần thắng thì gai cực kỳ đẹp nha mọi người, gai to chùm cực kỳ đẹp, zin chính hãng Honda Thái Lan, nói không với đồ lô nha, nói không với đồ lô, 350.000. Rồi bữa nay có một anh trai ủng hộ một cặp gác chân dài zin chính hãng ở Thái Lan, một cặp gác chân dài nha mọi người, 740.000 zin chính hãng ở Thái Lan. Rồi tiếp theo bốn cái bạc đạn bánh, ba cái 6301 và một cái 6201 ha, zin chính hãng ở Thái Lan. Đây Thái Lan nhập Indo nha, zin chính hãng ở Thái Lan. Đâu coi em coi cái thằng bạc bánh bánh này là của thằng NTN hay là của thằng nào, anh em chờ em tí ha. NTN mọi người, đặt con bánh NTN ha, mà đồ zin Honda nha, chứ không phải là đồ NTN trong hộp nha mọi người, đồ zin của Honda 75.000 một cái. Đó, đây là bốn cái bạc đạn bánh trước sau của thằng quý thái 110, gồm xài có ba cái là 6301 và một cái 6201, 70.000 một cái. Đây là một cái ống xăng, ống xăng quay thế 110, zin chính hãng Honda Thái Lan, xài cho quay thế 110, Phu Chờ 1, đúng của quay thế 110 Phu Chờ 1 là xài màu này nha, màu xám, xám trắng, dòng chỉ đỏ, đó, 90.000. Một cái cổ dê Boe, zin chính hãng Honda Thái Lan, đây mọi người, cổ dê luôn ốc ha, đây, cổ dê cái Boe, 35.000 một cái. Rồi bữa nay có một anh trai, anh ủng hộ cho 5 cặp giỏ, ấy 5 cặp vuột quay thái 110, zin chính hãng ở Thái Lan 5 cặp ha, 240.000 cặp nha mọi người, 240.000 cặp nha, zin chính hãng ở Thái Lan, hàng bao zin. Rồi tiếp theo một cái giỏ đầu đèn 204, lấy mua cái giỏ đầu về để cho anh em, cái anh trai đó lấy để sơn lại. Đó, đi kiếm đồ thái cực quá, 201 cực quá, mua 204 để về sơn lợi ha, đồ thái 360.000 một cái, đầu đèn hai bóng ha. Đó, cho anh sơn lợi. Và một anh trai nữa mua hộ giùm ảnh một cái vỏ đầu đèn đùm
nhớt. Ê, đĩa nhớt mọi người. Đĩa nhớt 480.000. 480.000. Rồi sẵn đây. Hôm trước em có gửi cho một anh khách có một cái vỏ rồi đèn nó bị trả lại là bị gãy, thì em có đổi cho ảnh, đổi cho ảnh cái khác rồi. Nói chung mà khi mà đồ nhận tới anh tay của anh em á có vấn đề gì anh em cứ việc báo em. Em không có ì o với dầu đâu, cứ việc lỗi là đổi. Đó. Nhưng mà trong khả năng của em nha. Này mấy anh dài chuyền dài chạy xé chỗ này không à. Xé hết luôn. Thôi không sao. Cái này về bán xã mọi người. Nên là đây là cái vỏ đồ đèn nhớt nha. Nhớt. Nhớt đĩa thì thằng này cũng nhớt đĩa, thằng này cũng nhớt đĩa. Đó, nhưng mà thằng này bị gãy cái tay mọi người. Đây. Gãy tay. Rồi, thay vì là 480.000 thì em thanh lý cái này 350.000, em hàng lại cái tay cho anh em nha. Em hàng nha. Thì chất lượng em hàng như thế nào thì anh em cũng biết rồi. Em là một cái thằng mà nói chung là nổi lên từ cái việc mà hàng dàn áo, xử lý dàn áo cho anh em. Đó, nên là em hàng mấy cái này thì anh em yên tâm. Một là anh em về lấy phôi anh em sơn lại. Tại đồ này đồ chưa xài. Chưa xài mà bị gì mọi người. Nè, thấy không? Đó, về mấy cái này nếu mà anh em muốn xài tại cái dàn áo mới anh em phải chịu khó mấy cái này nha. Muốn xài là anh em phải lấy cái na anh em chùi đánh bát đồ lại sơ sơ lại. Đó. Chứ cái việc mà vận chuyển mà nó bị như thế này hoặc là sơn nó bị như thế này là cái chuyện không tránh khỏi. Một là anh em về có thể về là xài luôn cũng được. Hai là anh em về lấy phôi sơn lại cũng được. 350.000 cho cái vỏ đồ đèn này. 350.000 nha. Đây, bị gãy cái này, em sẽ hàng lại cho anh em. Yên tâm mọi người, em hàng thì mọi người yên tâm. Đó. Lỗi đời đổi nha. Đối với em là đổi thôi, không có lăng tăng mấy cái chuyện đó. Rồi, quay lại cho anh em một cái về cái lường hai tem. Lâu lắm rồi anh em không ủng hộ em cái này thì bữa nay cho phép em quay kỹ một tí. Đây là cái lường hai tem em làm ha. Cái lường hai tem em làm, em gà cho anh em. Thì tay nghề của em chỉ được vậy thôi mọi người. Tay nghề em được vậy thôi nha. Không có được hơn, anh em mà yêu cầu hơn nữa thì không được rồi. Không được rồi. Đó. 450.000 luôn tem luôn gà với khích với bửng trong nha. Đó, anh em cần lụm cần ngủ em. Rồi em báo luôn. Hôm qua em lên cái vụ mà cái cục máy mà em nói mà tiền gia công với tiền công tiền nhớt đồ này kia. Tiền đi gia công cơ khí, tiền công tiền nhớt đồ này kia 5 triệu. Thật sự với anh em á là có nha, chứ không phải là ấy nha. Tại vì gia công là anh em phải hiểu là người ta làm để đầu cho anh em nè. Có thể lòng của anh em bị xước thì người ta còn thay trái thay bạc, rồi người ta còn sấy lòng lại cho anh em, hoặc là người ta đóng lòng lại cho anh em nữa. Đó, anh em phải hiểu gia công cơ khí là gồm những cái đó. Ví dụ như lóc đồ này kia, anh em bị này bị kia là người ta còn làm. Trong 5 triệu đó là luôn tiền công và tiền gia công cơ khí và tiền nhớt nhau đồ này kia nữa. Thì em nói thật sự với anh em nè, anh em đừng có hòng mong mà đi gáp một cái cục máy 110 mà người ta lấy tiền công của anh em tầm khoảng 500-700 một triệu đô lời. Em hứa với anh em không thể nào mà nó ngon bằng một cái người mà lấy anh em tiền công 5 triệu. Tại vì mấy một cái cục máy mà khi mà anh em đưa cho người ta làm với một cái giá thành mà tầm khoảng gáp á, với một cái giá thành mà tầm khoảng 500-800 một triệu, 1,2 triệu đổ lời, thì em hứa với anh em luôn, đầu thứ nhất họ đi gia công những cái chỗ rẻ đó. Chỗ rẻ thì mọi người biết là tại sao họ rẻ, thì do cái máy móc của họ cũ kỹ. Đó, cái độ chính xác không được cao. Còn những chỗ mắc là những cái mỗi máy móc người ta hiện đại, cái độ chính xác nó cao. Đó, thì về cái cục máy của anh em nó ngon hơn. Đó, vì với thêm nữa, khi mà anh em bỏ cái giá thành đó thì cái người thợ người ta làm trong vòng tầm khoảng nửa buổi, tầm khoảng một ngày là xong cái cục máy. Người nào mà kỹ lắm thì cái giá với cái đó là được người ta làm như một ngày thôi. Còn với cái giá mà người ta nhận anh em cái tiền công cán đồ này kia, luôn cái tiền gia công cơ khí, dầu nhớt đồ này kia 5 triệu thì cái cục máy người bèo bèo người ta phải gáp từ 2 tới 3 ngày. Bèo lắm nha, từ 2 tới 3 ngày. Đó, thì cái anh em không có thể nào mà đi so sánh một cái cục máy với cái tiền công gáp 1 triệu bằng một cái cục máy tiền công gáp là 5 triệu. Nó khác nhau hoàn toàn nha mọi người, nó khác nhau hoàn toàn. Đó. Còn cái đồ đẹp là chuyện đương nhiên, đồ đẹp thì người ta còn tốn công này tốn công kia nữa. Này, chùi rửa, kiểm tra, phụ tùng, thay đồ này kia đó mọi người, chứ không phải là lụm 5 triệu đó là cái tiền công không để gáp máy không, không có. Còn nhiều cái lắm. Đó. Chứ không phải là 5 triệu đó bỏ ra là lụm cái ngon cái ngon ơ đâu, không phải đâu mọi người. Thì đời thử bây giờ anh em lên trên mạng anh em tìm hiểu thử người ta làm một cái cục máy quay thái 110 bao nhiêu tiền.
em không có nhận làm nha, em không có nhận làm nên cái này em muốn giải thích rõ thôi. Để mất công anh em, nhiều anh em nói là ừ làm cái cục máy mà cái tiền công gì tới 5 triệu. Đó, cái này em không có làm. Em nói thật sự em không có nhận làm. Đó, em chỉ muốn giải thích cho nó rõ cái vấn đề. Một cái cục máy bây giờ trung bình á làm cho anh em á tầm khoảng từ 8 cho tới 20 triệu cái tiền làm. Nếu mà đồ của anh em đồ này kia đồ còn xài được á thì người ta chỉ đi gia công cơ khí, ta làm tốt nhẹ là một vài cái đó, người ta thay cho anh em gon phốt bạc đạn đồ này kia toàn là đồ Việt Nam không thì người ta cũng nhận anh em bèo lắm phải 8 triệu. Đó, gã ra giỏi lắm người ta thay cho anh em được cái cặp nhông hú hoặc là thay được mấy cái lá bố với bố bà càng mà hàng Việt Nam đâu chứ không được thần thái thì bèo lắm người ta cũng phải nhận anh em 8 triệu. Mà trong khi đó nguyên cái đống đồ hôm qua anh coi em thay cái đồ Thái nha, hàng mới nha, nguyên đống nó tầm khoảng 5 triệu. Họ thì anh em nghĩ bây giờ nếu mà chưa tính ốc nha mọi người, chưa tính ốc nha anh em, người ta đi làm máy anh em, người ta không có tính ốc đâu, người ta tính là cái cò tiền cục máy thôi chứ tình thì tiền ốc là tính riêng đó, mọi người lưu ý giùm em. Hôm qua nếu mà không có tiền ốc thì nó tầm khoảng 4 triệu mấy thôi mọi người, không tới 5 triệu đâu. Mà cái đó là chỉ nhất là xài cái bộ gon là cái bộ hai mặt xanh của Việt Nam, bộ gon hai mặt xanh của Việt Nam chứ không phải bộ gon mới bây giờ một mặt xanh một mặt vàng nha mọi người. Bộ gon hai mặt xanh của Việt Nam đó là hai mặt xanh, còn với thêm một cái phốt chỗ cái cốt chỉnh nồi nữa là hàng Việt, còn nhiêu là hàng Thái hàng Nhật hết. Thì anh em tính với cái giá thành như vậy nhận mà người thợ người ta nhận 10 triệu thì có mắc hay không. Bạc đạn Thái, phốt Thái đúng không, lá bố lá sắt đồ này kia Thái hết, bố ba càng Thái hết đó, rồi thay luôn cho anh em cái dây củ đề rồi dây báo số hàng Thái luôn, ai làm máy mà đi thay cái đó cho anh em hàng Thái đúng không. Rồi thôi giải thích được cái vấn đề đó nha, mất công nhiều anh em vô nói rồi nhận làm người ta công cán gì cục máy mà tới 5 triệu quẹt. Nói chung là 5 triệu thì nó còn nhiều cái chổng chứ không phải là gáp không là lấy 5 triệu, gáp không lấy 5 triệu thì ai cũng giàu mọi người. Mà em thì em không có nhận, thẳng nghe là em không có nhận. Nên là anh em có mà bỏ em thì cũng em cũng không có nhận đâu. Em đâu có làm máy đâu mà nhận. Rồi thôi, cảm ơn em xem clip của em nha. Cảm ơn tất cả những anh em bữa nay đã ủng hộ phụ tùng của em. Thì bữa nay là một ngày em có sống mọi người ơi, có sống. Nói chung nhiêu đây đồ đây nhiêu đây là đủ sống rồi. Rồi thôi, em cảm ơn mọi người xem clip của em.